Video này mình review cái bộ LED Samsung 50NU nha. Bộ gồm hai thanh, mỗi thanh 38 LED. Cái mã này là 6V nha, dài là 54cm. Đây, cái mã của nó đây, BN96-45952. Mình còn có thể dùng cái mã là V8N1-500SM0-R0. Nó 38 LED nè. Nếu mình để ý là trên cây nó có đánh số giống như nó đếm cho mình đó, D01 nè, D06 nè, D10 nè, D15, D20, D25, 30 và D35, D38 nè, 38 LED. Socket đây, socket của nó 4 pin. Nó còn có những cái mã khác như là AOT-50-NU7001. Nói chung là cái thanh này thì nó dài tầm 54cm, dài chính xác luôn 54cm, 38 feet. NU thì 50NU thì dùng nhiều loại lắm, NU 7001 cái NU gì đó, nhưng mình gọi chung là NU đi. Cái mã cứ 50NU là nó nha.